Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Sau cái một đêm dài thì xung quanh mình đang có khá là nhiều những cái tên pháp sư rình mò nha. Úi, hồi nãy mình thấy bên kia còn một tên nữa. Đợi đây, em Nightmare không? Úi, em Nightmare đâu á? À, chạy lên kia rồi. Mình sẽ gán nuôi Nightmare lớn lên rồi mình sẽ dẫn Nightmare đi ăn thịt cái tên đó ha. Ái tội dám gình nhà mình là mình thấy không khoái rồi đó. Trước khi cho Nightmare ăn thì để mình vô trong mình chế tạo một vài thứ cần thiết đó. Đầu tiên mình sẽ làm một cái bàn Refurring Station này. Cái này thì để mình thay đổi chất lượng á. Một số đồ của mình nó kiểu bị chất lượng kém á, khá là khó chịu luôn. Mình sẽ nâng cái chất lượng lên một xíu. Một cái đe. Rồi công thức như vậy. Sau đó thì mình cần phải lấy đá đã được nung ra nè, làm thành những cái phiến. Rồi cuối cùng là mình sẽ cần có hắc diệm thạch. Ui, oh no, thiếu hắc diệm thạch rồi. Mình cần thêm một cục nữa. Để mình làm một cục hắc diệm thạch luôn. Đặt ra đây. Làm thì dễ rồi, dục xuống. Đó. Vậy là nhanh gọn lẹ. Đỡ phải kiểu đi xuống dưới nhung nham ha. Ủa, đi xuống dưới múc nhung nham á. Rồi, lấy ra. Xong. Bây giờ thì chỉ cần làm thêm cái bàn chế tạo nữa là đủ rồi. Bàn chế tạo cần 4 gỗ. Tan tan. Và mình ấn công thức một cái là mình sẽ được một cái bàn thay đổi chất lượng. Cái này thì mình sẽ đặt ở góc nào ta? Mình nên đặt ở đây đi. Ngay đường ra vào luôn. Mình sẽ thay đổi chất lượng cái quần đầu tiên nè. Tại vì cái quần nó sẽ bị làm chậm nè. Giảm 10% tốc độ di chuyển của mình lận. Rất là nhiều luôn. Thay đổi cái nhẹ coi. Boom. Masterful nào. Ui trời ơi. Bây giờ thì nó không giảm tốc độ chạy mà giảm giáp rồi. What? Cái này thì được nè. Cái này cộng, bắt đầu cộng là thấy đỡ hơn xíu rồi đó. Cái áo thì sao? Cái áo thì giảm, kiểu như là tăng cái khả năng chống đẩy lùi á. Cái nón chưa có chất lượng. Cái ủng cũng chưa luôn. Rồi ok. Chưa có chất lượng thì mình sẽ cho nó có chất lượng. Vô. Ê kìa. Bậy rồi, cộng đi. Đấy, cộng rồi nè. Cộng 10% tốc độ di chuyển. Đó, cái này cộng thêm giáp phép. Ok. Quá tuyệt vời. Giờ thì còn cái kiếm. Tại vì cái kiếm hôm qua đã cùng mình chiến đấu tương đối nhiều. Nhưng mà chất lượng thì chưa biết như thế nào nè. Ở. Ui, cái này nó cho mình tốc độ đánh với tầm đánh nè. Tốt quá chứ. Được lụm luôn ha. Tầm đánh thấy vậy chứ quan trọng lắm đó. Rồi, hôm nay thay đổi chất lượng của những cái bộ giáp tương đối là tốt rồi. Ồ, và sẵn tiện mình đang có cái cúp. Ôi, cái cúp không cho thay đổi chất lượng. Cay thế. Không cho thay đổi chất lượng, mình đi nâng cấp luôn. Hôm qua không có đủ đồ để nâng cấp thôi, hôm nay đủ rồi. Đi nâng cấp liền. Không nói nhiều. Cái này nè, đi gần hóa cây cúp lên. Ui, tên pháp sư chạy rồi. Trời ơi, được đấy, nhanh chân đấy. Nãy nghe mình dọa cái chạy mất dép luôn. Rồi, cái này thì đây. Miner Fervor, cấp độ 3. Lượm luôn đi. Dòng cái tên Miner là thấy khoái khoái rồi đó. Ủa, rồi nó thêm cái dòng gì cả. Ifrit Chit Gaming, cấp độ 6 nữa hả? Mình thử mình đập một cái coi, coi có hiệu ứng gì không. Trên đây có đá cái thứ này, lên test thử coi. Nhưng mà nó không có hiệu suất rồi. Oh no. Không biết hai cái dòng này có công dụng gì ha. Để hôm nào mình sẽ dành một buổi đi kiểu như là đào khoáng sản để mình tìm hiểu về cái dòng Miner Fervor đó. Còn giờ thì mình sẽ coi cái rìu thì sao. Ui đây nè, cái rìu thì đây ra hiệu suất nè. Màn đét ơi. Sớm xíu nó lừa được rồi. Cái rìu hiệu suất 4 luôn. Mình còn cái quần chưa cường hóa. Cường hóa cái quần. Lightweight cấp độ 3 hả? Lượm luôn. Hôm nay cường hóa là thấy không học được hơn rồi đó nha. Còn cái gì nữa không ta? Còn cái gì chưa được cường hóa không? Hình như cường hóa hết rồi. Còn cái khiên. Trời ơi. Siêu Bash cấp độ 2 nè. Tại cái gì, cái dòng Audium này hình như mình nhớ là có một
trong hai dòng odium nó có thể gây hại cho kiểu như là đồng đội á, nên mình sẽ không lấy cái dòng có màu đỏ đâu, mình chỉ lấy những dòng mà màu trắng bình thường thôi, vậy cho nó an toàn ha. Chứ đụng vô mấy dòng màu đỏ là nguy hiểm lắm, nhiều khi em rồng đứng gần mình cái dính hiệu ứng độc rồi mất máu các thứ thì không muốn đâu. Rồi cất ngọc lưu ly vô và mình sẽ tiến hành làm thêm một chút cái đồ ăn cho rồng đó. Mình sẽ cần khá là nhiều xương đây, rồi thịt nữa, mình còn thịt cừu nhiều nè, làm thịt cừu đi. Rồi dục vô 24 phần ăn, ê đủ rồi nha, như vậy chắc đủ rồi, tại vì hôm trước mình đã nuôi rồng được một lúc rồi, rồng của mình cũng cấp 18 rồi á, tính ra cũng mau lớn ghê á. Đây ăn ăn vô em ơi, mình sẽ chia ra để giúp cho cái việc cho ăn nó dễ hơn á. Rồi lớn nhanh em ơi, hy vọng là em này cấp 25 sẽ có thể cho mình cưỡi nha. 24 rồi nè, đây xui, em thấy đã biến hình rồi, thay đổi hình dạng rồi nè, đó hết màu hồng nam tính rồi, chuyển sang màu này là màu nâu đỏ rồi, nhưng mà cái phần gai góc đã nhiều hơn rồi ha. Cái này mình ngồi lên không biết có lủng mông mình không nữa, gai quá trời nè. Một hồi là mình sẽ ngồi ngay đây nè, không biết có đâm vô mông mình không đây. Ui dồi, hên. Ngồi vậy thì chắc không có bị đâm lủng mông đâu. Ui lúc bay á thì còn lè cái lưỡi ra như con rắn vậy á kìa. Cái lưỡi của em. Cái lưỡi lè lè cái gì thấy ghê vậy á. Bay qua đây xíu ơi. Sẵn tiện qua đây khám phá luôn. Ui giời. Ui, mình phát hiện ở đây có em rồng gì đang ngủ nè. À, em đây là Thunder Room. Đang ngủ khò luôn, mới cấp 31 thôi. Chạy cũng rất là nhanh nha, hầu hết các em rồng á đều có khả năng chạy rất là nhanh trên mặt đất luôn. Táo với chị nè, ngốp luôn. Kìa đằng kia còn có Hierophy nữa cả. Mình ngựa đầu đại bàng ha. Rồi đáp xuống em ơi, đáp xuống nào. Đấy, ngoan, được. Em Nightmare này được. Ui, ở đằng kia có cái con rồng xanh xanh đó, là con rồng rác đó. Wow, phát hiện thêm một lồi rồng nữa. Không biết rồng rác có làm tổ gần đây không ta. Nhưng mà trời đang mưa tầm tã luôn rồi, mình chắc phải coi có ngủ được không. Bây giờ chưa phải là ban đêm nên mình chưa ngủ được. Để mình ngủ một giấc cái đã, chứ trời mưa như vậy đi khám phá thì khó lắm. Ở phía trên trời mình thấy nó có cái gì cơ. Lạ thiệt á. Mình sẽ dẫn. Ê, đi đâu vậy? Ok. Em bỏ mình đi luôn rồi, Nightmare. Đấy, mình phải chịu hồi lại cái nữa thì mới dịch chuyển lên chỗ mình ha. Để mình bay lên trên trời mình kiểm tra coi. Cái trên đó là cái gì? Đi em ơi, cố lên. Bây giờ phải có những em rồng thì mình mới bay lên trên cao được. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Cao lắm á. Lỡ ngớ mà để anh gớt xuống được xác định luôn á. Cố lên. Gần tới rồi. Ui nó có cục hắc diệm thạch trển đó kìa. Có khi nào không trển là kho báu không? Cố lên em rồng. Mình đang bay một góc 90 độ lên trên trời á. Ê nó có cái rương luôn. Cái này giàu rồi em ơi. Kho báu. Ôi ơi, ê, đừng. Ôi nè. Cái gì vậy? Em rồng mình rớt này. Mèn đất ơi, rớt từ trên kia xuống luôn. Cái gì em? Hình như trên đó là giới hạn độ cao hay sao á. Ồ đúng rồi, em rồng cũng có thể lực à, chứ không phải bay được hoài đâu. Bay mà vượt quá thể lực là em rồng chịu không nổi. Cố lên em, gần được rồi. Cố lên, một xíu nữa thôi. Đây. Mình sẽ phanh lại từ từ. Bây giờ hạ cánh mới khó nè. Bay lên đây là một chuyện, nhưng mà đáp được lên đây mới là một chuyện khác nè. Mình với em rồng đang kiểu như là một khóa huấn luyện bay lượn vậy á. Đây, đáp xuống đây. Rồi chuẩn rồi, đáp xuống. Đấy. Ui. Cố giật. Ui không, nó có cái lầm spawn. Ui đừng có khiêu tích nha. Đập cái lầm spawn.
Ủa cái lông xù bón đâu vậy? Hồi lúc đầu trước đi. Bad guard. Ê có băng nè. Yay. Mình đã tìm được băng rồi. Tuyệt vời. Ui con quá chặt quá chặt. Quá chặt. Mình sẽ kêu rồng lại. Ui bây giờ em rồng ơi đâu sao mà xuống bây giờ. Bây giờ chỉ còn nước tự lực cánh sinh thôi các bạn ơi. Ui phù thủy đâu đây nữa. Quýnh cho phù thủy gớt dưới luôn. Ui chúng độc 40 giây. Vậy sao chơi giờ. Ui Phù thủy quýnh cho lọt dưới luôn. Thôi chắc mình làm liều luôn nha. Bó thác vào nhân phẩm thôi. Ui cao vậy. Ui boom bam bap bada bap boom pow. Được của nó đấy. Được nè. Ui may quá, vẫn còn cơ hội sống sót. Miền nước ơi. Chút xíu nữa là tới cái củ kiệu mình luôn rồi. Em đâu đâu, qua đây với anh. Này mẹ. Ngồi em gồng bay về nhà rồi. Chơi mà chơi bỏ bạn giữa chợ vậy đó. Mình đi ngủ. Tính tiếp. Ui không ngờ phải đó mình lại sống luôn á. Ôi rộng đâu rồi. Trời ơi em ơi là em. Giờ anh còn gì đâu ăn. Còn có 7 máu kìa. Bó tay em luôn á. Đi về. Chơi mà bỏ đồng đội vậy là không được rồi nha. Em rác này hư lắm á. Hồi nãy mới khen giờ lại bỏ đồng đội rồi. Nhưng mà không sao, có công giúp mình bay lên trên để lấy một cái rương kho báu là mình thấy thích rồi. Rồi đáp xuống. Rồi xong về. Đó đi, vô trong lấy đồ ăn cho ăn. Khổ quá mà. Đây cho em ăn miếng mới được. Tội nghiệp. Đâu rồi? Xuống đây nè, ăn đi. Trời ơi em này ăn một miếng không no. Ủa không hồi máu được full luôn. Còn thịt zombie không? Hết thịt zombie hả? Cho thịt bò tiếp nè. Mà chưa đói chưa ăn được. Thôi vậy thôi nhịn đi. Rồi và sau khi đã có được 11 cái cục băng này á, thì mình sẽ tiến hành làm cái incubator á. Ui trong đây còn có đồ băng nữa chứ. Wow. Nè cái incubator nè. Mình sẽ cần phải có một xô nước nữa. Ok. Xô nước thì mình có luôn. Chế tạo thôi. Đây giúp. Oh wait what. À này gì mới đúng. Đấy, mình sẽ có được một cái lò ấp trứng rồng băng. Ủa, ấp trứng rồng chạy bằng nước chứ. Đó. Cái này thì dễ hơn rồi, mình chỉ cần múc nước thôi. Là mình có thể thoải mái ấp trứng rồng luôn. Chờ vô. Đấy. Được, mình sẽ múc thật là nhiều luôn. Mình có nhiều xô lắm. Đấy. Kiểu này thì múc cạn cái biển luôn. Múc. Rồi. Chờ vô. Cho sạch xanh vô. Đấy, tiếp nè. Đẩy bình luôn. Chơi đẩy bình luôn. Ấp chừng nào ha. Bể cái lò là ấp thì thôi. Chơi vô thêm. Đây. Rồi, xong phim. Đây rồi. Đẩy bình đây. Giờ thì mình sẽ ấp trứng rồng thôi. Ấp tôi nào. Để coi mình nhớ coi cái trứng rồng nào mình nhặt được đầu tiên ta. Hình như trứng rồng Halo thì phải. Mình nhặt được trứng rồng Halo hơi bị lâu rồi đó. Em chắc đang đợi mình up rất là lâu rồi đây. Hello xong rồi tới trứng rồng thiên thần nè. Rồi tới trứng rồng vua nè. Rồi tới trứng rồng Storm Stratus. Yes, thứ tự là vậy ha. Rồi, chưa up thôi. Dục vô. Đó, nó bắt đầu chạy rồi nè. Tuyệt vời. Nice. Rồi, rồng Nightmare tập luyện đi em. Tập luyện thể dục thể thao tăng cường sức khỏe đi một xíu đi tiếp. Chứ đang bay mà hết thể lực hồi nãy suýt nữa là hai anh em rớt này ngủm cu tỏi rồi đó. Rồi xuống đây. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ gửi này mẹ đi khám phá chứ. Xuống đây nào. Đấy ngoan. Đi. Let go. Ừ quên test khả năng phun lửa nữa. Tại vì rồng ấp bằng máy ấp trứng rồng nhung nham á là hầu hết là những em đồng mà có khả năng tấn công ra những cái quả cầu lửa hoặc là hơi thở lửa ha. Đó, phun lửa đó nè. Đấy, nhá hàng cái nhẹ thôi. Rồi, đi tiếp thôi. Tăng tốc lên.
Ừ, phải, khoan lại. Coi coi đây là cái gì đây? À, cái nhà này có đồ, Tới cái công chuyện, đây. Có thuốc gì đây? Cà phê, cái này là cà phê, wow. Được đó nha. Ui, uống cà phê xong mình được đào nhanh, chạy nhanh luôn nữa. Ừ, được đấy. Một quẹt, sẻn hiệu suất, lượm luôn. Wow. Uống cà phê xong tăng cường tốc độ chạy với tốc độ đào nè. Im. Rồi, lại đây em ơi. Xuống đây. Rồi, cứ đam mê đi tiếp. Hồi nãy mình coi mình đang đi về hướng này đúng không? Ok. Tiếp tục đi về hướng bên này thôi. Ui, trên trời lại có thêm một cái chỗ đảo bay nữa nè. Ui, có lẽ nào đây là một cái chỗ chứa trứng rồng nữa. Ui, mình thấy cái trứng rồng luôn rồi. Phanh em ơi, phanh. Phanh xuống. Nè. Có thêm trứng rồng. Hình như đây là trứng rồng của cái em. Đó, em đó. Nhìn cái màu trứng rồng với cái màu rồng giống nhau lắm nè. Storm Falcon. Đây là trứng rồng Storm Falcon á. Rất là đẹp luôn. Bỏ vô túi. Mỗi ngày một trứng rồng. Kì. Đó chính là Storm Falcon á. Rất là đẹp luôn. Những cái con rồng mà sống trong cánh rừng nhiệt đới hầu hết là những con rồng có vẻ ngoài rất là đẹp thôi. Được ấy. Mình sẽ triệu hồi Nightmare ra để mình cưỡi đi tiếp ba. Đáp xuống cái mày. Rồi. Ui. Đâu rồi? Đáp lại nào. Rồi đợi Nightmare đáp cũng hơi lâu á nha. Rồi xuống đây. Đi tiếp. Mình cần phải khám phá nhiều nơi hơn mới được. Mình phải sưu tập. Ví dụ bây giờ mình up không kịp đi thì mình cứ sưu tập ha. Rồi một ngày nào đó thì mình cũng sẽ up hết những cái loại, các loại trứng mà mình sưu tập thôi. Để mình nhanh chóng có đủ đội hình rồng á. Lúc đó chắc hơi bị đã nha. Rồi. Ui. Vào bên đây thì mình lại tới cái vùng núi cao rồi. Khoan. Lại gặp thêm nữa rồi. Hình như mình lại gặp thêm một cái hang rồng. Rồng này mập lắm. Ê. Oh no. Đây là hang rồng Runko. Rồng ú ì à. Kìa, cái trứng rồng Runko kìa. Nhưng mà trong hang rồng nhiều quái vật quá. Có con nó được cường hóa ngọn lửa tím luôn kìa. Con này nguy hiểm lắm á. Nhưng mà không sao, mình có cây kiếm chuyên khắc chế nó mà. Xương hả? Xương nè. Ký vô đầu đó. Gô lem. Xong phiền. Quét sạch quá vật trong hang rồi. Ôi mà bây giờ mình lấy cái trứng rồng Runko có bị rồng quýnh không ta? Mình nghi quá. Chưa, mình đã đợi cho con kia Runko đi ra xa xíu đi. Ừ, bay đi. Xin lỗi, mình lấy cái trứng rồng. Trứng rồng. Lấm chạy. Run. Trời ơi, mình vô mình lấy cái trứng rồng xong mình chạy ra vẫn an toàn à. Không thể tin được luôn á. Vậy có hai cái trứng rồng mới rồi. Quá đã luôn. Rồi, đi nào Nightmare ơi. Đây, đi, let's go. Hôm nay bội thủ quệ mới. Đi tiếp. Lên thử ngọn núi này coi. Ừ. Và sẵn tiện mình đang gặp một cái tòa tháp nè. Ghé vô luôn. Đáp xuống em ơi. Đáp xuống. Gặp tòa tháp mình sẽ ghé vô. Mình đánh chiếm tòa tháp luôn. Kiếm thêm đồ. Vô. Đập làm spawn. Luyện cấp các thứ luôn. Đi. Mấy tầng dưới thì đồ nó tương đối là cổ bắp á. Nên mình lướt qua cũng được. Đấy, đồ nó cũng chỉ là mấy đồ bình thường này thôi à. Chạy quá. Con nhện không đánh thì ta cà khịa người luôn. giờ mình chuyển sang chế độ cà khịa rồi. Bình tĩnh lại nào. Quá trời. Ui gì đây em. Gì vậy Nightmare?
Trời đất ơi, nightmare. Xin đây. Coi kìa, coi chen chút vô đây làm chi không. Trời ơi, cũng sung ấy, cũng cắn cái cũng đau ấy. Nhưng mà trong đây chật lắm. Đó, 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 thấy chưa. Mình lấy cái quả bóng nào mà chưa có. Ui, quả bóng nào cũng có ngược. Quả bóng nào cũng có kiểu như là em đồng ở bên trong rồi. Muốn chiến đấu lắm hả? Trời ơi. Thì ra Nightmare muốn chiến đấu chung với mình. Được. Nhưng mà giờ em bự rồi, xong mà đi lên trên này được. Nè, trời, quá giật bự. Quá trời. Ui, em mấy bay xuyên tường lên đây luôn. Ăn em. Ăn đi cho hồi máu lại. Không thôi một hồi. Một hồi bị kẹt, ngấm của tỏi bây giờ. Không được rồi, chắc mình phải đi ra ngoài thôi. Phải để Nightmare ngồi xuống mới được. Dẫn rộng theo, đúng khổ luôn á. Ủa dạ, lọt xuống dưới này rồi. Đây, xuống đây giùm anh, cưng ơi. Xin luôn á. Ủa đâu rồi, Nightmare đâu, mất tiêu luôn rồi. Vẫn không biết được ra, trời đất ơi. Khổ lắm luôn á. Đó, ra ngoài còn ngủ cò. Thì cái tình rất mệt luôn á. Em gồng này vui tính vậy ta. Rồi nằm ngủ giùm cái. Ngủ đi. Đúng mệt với Nightmare luôn á. Tấu hài thiệt là. Ui. Trời, con này nó lùn quá, quýnh cũng khó nữa. Vô. Con này lọt xuống dưới nè. Rồi đi lên. Sẵn tiện mình sẽ săn thêm thịt zombie á. Có gì mình làm thức ăn cho rồng. Cho đỡ tốn kém. Giờ nghèo rồi. Cho rồng ăn đỡ thịt zombie đi. Cũng là chiến lợi phẩm sau khi chiến đấu á chứ bộ. Phải muốn có là có đâu, phải săn mới có đấy. Ừ, lụm thêm mấy khúc xương nữa để em làm đồ ăn cho rồng. Rồi đi lên. Này, đập tiếp, sao đập chậm vậy? Ui, hết đầu nhanh rồi. Hết cái hưởng đầu nhanh từ cái lọ cà phê hồi nãy rồi. Ui, trời, nó lọt dưới. Có mấy con zombie nó kiểu nó trâu quá. Quýnh nó mệt luôn á. Nè, thấy chưa? Đồ đúng bèo luôn. Bèo những cái bánh xèo vậy. Rồi, đập tiếp. Con này làm gì? Lấy cái khiên đập nó. À, con này cũng cầm khiên á. Cầm khiên nè. Trời, mấy con Harden zombie là những cái con mà nó rất là trâu luôn, 200 mấy máu. Và đánh nó thì sẽ có tỷ lệ rơi ra kim cương vàng các thứ không. Rất là đã luôn. Lậm liền dễ gì bỏ được. Còn có cái lọ gì nữa nè. Ui. Giống như là cái lọ linh hồn gì đó. Được. Giữ luôn, để coi tới tầng boss chưa. À, tầng trên là tầng boss rồi nên tầng này mình không được mở rương nha. Tầng này mình chỉ nhìn cái rương thôi chứ đừng có mở. Con nhện hang nè. Mình sẽ sửa soạn đồ đạc các thứ để chuẩn bị loot đồ của tầng trên đó nè. Mấy thứ linh tinh mình sẽ vứt bớt đi. Không cần thiết quá thì vứt. Các mang về nữa. Rồi xong, chuẩn bị nha. Chiến đấu với boss tôi nào. Sẽ đề ba bằng một phát nổ trước vô. Ui, nó gất đồ kìa. Lâm. Con bot này. Vô, cô máu luôn. Vô. Quá chỗ đất nó mạnh thôi. U, con này đau lắm. Đầu ạ, chậu. Quýnh nháp lá cà luôn. Vô. Mình nháp gồng á nha mà. Còn không ăn thua nè. Sắp chết rồi. Yes. Mình đã tiêu diệt được nó. Xin lượm thêm chút đồ ở đây. Có còn cái gì không? Còn gì giá trị không? À, một cái túi vàng. Im. Rồi trong rương này có đồ gì không nè? Trong rương nó có cái mảnh gì nè.
Vứt lẻ. À, mảnh phép thuật. Ui, cái mảnh vàng này có thể làm được những cái ripstone ha. Ngon. Ok. Như vậy thì mình đã loot được tương đối là nhiều đồ xịn trong một cái tòa tháp rồi đó. Vậy mới đã chứ. Rồi, Nightmare đâu rồi? Qua đây đón Nightmare coi, không biết ngủ xong rồi đi đâu rồi. Rồi xong rồi đó, ngủ xong rồi chạy luôn rồi đó. Bỏ tay chứ. Thôi mình ngủ xong rồi xíu mình cũng mò đường về thôi. Đi cũng lâu rồi. Trở về nhà một phát một là đồ cả đống luôn nè. Bây giờ mình sẽ lựa lại một xíu trước khi mình mở cái kiểu như là cái túi vàng này ha. Không biết là nó sẽ cho mình những cái món đồ xịn sò con bò gì đây. Và hai cái trứng đồng mới thì mình sẽ đặt xuống dưới tiếp. À, mình sẽ đặt theo thứ tự đi ha, cho sau này mình dễ dàng mình up hơn. Đây, trứng tiếp theo là trứng rồng Angle nè. Rồi tới trứng rồng Storm Stratus. Tới trứng rồng Storm Falcon. Và cuối cùng là Runkle ha. Đấy, chuẩn rồi đấy. Rồi, mấy thứ lặt vặt thì mình sẽ cất vào trong tiếp. Và mình sẽ nung cát lên. Tại vì mình dự định là sẽ làm những cái lọ thủy tinh á. Mình lấy máu rồng xong mình nâng cấp cái kiếm rồng của mình lên thành kiếm máu rồng á. Lúc đó đánh cho nó tốt ha. Và mình còn có hai cái Soul Receptacle. Còn Famila Receptacle. Không biết cái này mình dùng xong mình có bị gì không nữa. Ủa, cái này không có dùng được. Và cái trứng rồng Halo của mình cũng đang up gần xong rồi nè. Đợi ha, mình sẽ cố gắng đợi một xíu cho cái trứng rồng up xong mình ra mình đặt tên nữa chứ. Cái cộng đồng đặt tên là khoái lắm. Rồi, lúc nào cũng phải mang theo cái cái này hình như mình có thể đổi cái nón được hay sao á. À không, không đổi được đâu, lừa ấy. À, đổi được nè. Đổi nón phục tỷ lên nhìn cho nó đẹp chứ. Rồi, giờ thì ra coi cái trứng rồng up tới đâu rồi ha. Và sẵn tiện mình sẽ mở cái túi vàng này luôn, để coi nào. Túi vàng ấy cho ta đồ xịn. Nó cho mình một cái kiếm. Wow. Cái này mình có thể lên cấp được luôn á. Nó cần 256 kinh nghiệm để lên cấp tiếp theo. Sức tấn công của nó là 13. What? Nó mạnh còn mạnh hơn cái kiếm rồng nữa. Mình nhặt được cái kiếm có thể nâng cấp nè. Quá đã luôn. Rồi, và cái trứng rồng thì đang trong cái giai đoạn up thôi. Chắc mình phải chăm thêm nước thôi. Tại vì cái máy up trứng rồng nước chạy bằng nước nữa, nó tốn rất là nhiều nước rất luôn. Phải chăm liên tục như vậy để kẻo đang up mà nó hết nước. Trời vô. Trời, thiệt là nhiều nước vô. Xong rồi đó, đầy bình rồi đó. Nào hết thì mình sẽ chăm vô tiếp. Ê, xong luôn rồi nè. Yeah, up xong luôn rồi. Đấy rồi. Em ơi, hôm nay có thành viên mới nè. Đi, qua đây với anh. Cho em coi thành viên mới. Hello nha, hơi bị đẹp. Đây, hello. Sợ bón ra. Úi xôi, nhỏ xíu à. Dễ thương nha. Mấy em rồng nhỏ nhìn dễ thương cực ấy. Và đây là em rồng rồng đực. Wow. Ui, nhưng mà rồng này khác với những em khác. Không ăn thịt. Mà em này thích ăn đồ ngọt. Ăn bánh quy với bánh kem. mình cho ăn cái gì? Bánh kem là mình thấy mệt rồi đó. Khác. Bánh kem. Đó, thấy chưa? Bánh nuôi bò, ngồi trồng lúa, lấy đường, ngồi thêm trứng nữa. Em này ăn sang quá nha. Chắc em này mình làm rồng kiển thôi chứ không có dẫn đi khám phá đâu. Mất máu không biết cho hồi phục cái gì có ăn được. Chờ. Mình sẽ nhé hàng thử bằng một miếng thịt. Thịt zombie coi. Rồng là phải biết ăn thịt zombie nha. Về đội mình là mình cho ăn thịt zombie trừ cơm đó. Ui, ăn được. À, vẫn ăn được nha. Nhưng mà không có. Ui, no luôn rồi cơ. Ui, tính ra em này cũng dễ ăn à. Kiểu như đây là cái thức ăn ưa thích thôi. Ok. Được á. Dễ nuôi vậy thì chịu. Mình sẽ cho ăn một xíu để cho mau lớn như mấy người anh em rồng khác ha. Đó, khi mà lớn lên đó thì cái quả bí ngô sau đuôi này nó cũng sẽ bự dần á, nhìn rất là đẹp luôn. Rồng Halloween mà. Rồi, ăn đi cưng.
Ăn nhiều vô, ăn nhiều vô. Đây cho ăn hết luôn á. Để coi lên được cấp bao nhiêu nè. Cấp 15 rồi nè. Yes, em rồng đã lên cấp 18 rồi. Và đã tương đối là to rồi đó. Mình đang tò mò là không biết em rồng halo phun ra cái hơi thở màu gì ha. Có khi nào phun ra cục nước không? Cũng có thể lắm, tại vì ấp trong cái máy ấp trứng rồng chạy bằng nước mà. Em có muốn ăn cái gì? Này anh có xương không? Không có xương hả? Vô trong cưng. Đâu rồi? Vô trong ok. Vô trong này đi. Không ra mình để em chó sói ngoài tội nghiệp quá. Đâu rồi? Quỷ. Ơ à, đây đây. Nè cho cúp xương nè. Úi không ăn hả? Vậy thôi cho ăn thịt bò nha. Đây ngồi giữ cái lò ấp trứng rồng cho anh. Đấy. Bữa nào anh kiếm bạn gái cho. Nói vậy chắc em chớ khoái lắm. Ui giời ơi. Lại gặp cái chỗ này là chỗ trứng rồng rồng vua. Mình có rồi nên mình sẽ không lấy thêm đâu. Mình lấy nhiều quá mình ấp không có hết á. Ở nhà mình còn dư một trứng nữa cơ. Để đây đi ha. Để duy trì cái kiểu như là trứng rồng các thứ ở ngoài tự nhiên. Rồi mình sẽ xuống như này. Chủ yếu là mình lấy kho báu thôi nè. Đã chưa, đã chưa. Úi, gớt đâu cậu bạn đây. Còn gì khác không? Ồ. Wow. Ở dưới nước cũng có trứng rồng nữa. Đây là trứng rồng. Hai group Terra. Ồ, mình cứ tưởng đây là cái chỗ kho báu chứ. Nhưng mà thật ra đây là cái chỗ trứng rồng nha. Thời tới cản không kịp thiệt. Hai group thì ra không phải là em đó đâu. Em đó hình như là cái gì ta? Storm gì á. Không biết, không nhớ rõ nữa, để qua coi thử. Storm. Ơ, Thunder Room chứ, em này là Thunder Room chứ không phải là Hai group Terra. Wow, mình còn tò mò về cái em này chứ á. Được. Rồi. Và đây chính là chỗ để mình có thể chiến đấu với những tên pháp sư nè. Khi mà mình bước vô đây là mình sẽ không thể đi ra đâu. Tốt nhất mình nên để em đồng ở ngoài nghỉ đi. Ngồi yên đi, ngồi yên đi. Đừng có theo anh, nguy hiểm lắm đó. Rồi, anh nói rồi mà. Ui, không sao, không sao, mình có kiếm mạnh, mình có kiếm mạnh. Không sao hết, không sao hết. Ui, ổng còn chiều hồi pháp sư ra quýnh ổng luôn kìa. Nè, pháp sư nè, lẩm sách phép luôn. Trời trời, ổng làm phép cho mình chóng mặt buồn nôn rồi. Nghiệp quật chưa, nghiệp quật chưa. Ổng bị những con xương tiêu diệt rồi. Nice, hay lắm những con xương. Em rồng. Ui, xong chưa? Xong chưa? Mình đang bị dính hiệu ứng containment nè. Không biết khi nào mình mới mở được cái rương này ha. Lạ vậy. Mình bị dính luôn cái hiệu ứng containment rồi. Mình cũng không đập được cái rương này. Kỳ vậy. À, nấp nè, mình biết rồi. Vẫn chơi nửa mùa, chơi mà nấp. Thì ra cái tên pháp sư đó nấp ở dưới nên mình không thể phá giải được cái lời nguyền từ hắn ha. Nấp. Rồi. Lẩm hết đồ của mấy tên pháp sư này luôn. Cái này còn có cái gì đây? Enchanted Scroll of Reach. Hold right click to cast dispel. À, mình có thể dùng được cái phép này như vậy. Giữ chuột phải đúng không? Bấm Balasibur. Bấm Balasibur. Bum. Ủa sao kỳ vậy ta? Hôm bữa giờ mình không có dùng được mấy cái cuộn này buồn ghê á. Cái kiếm mình gần lên cấp chưa? Ôi không. Cái kiếm mình tiêu diệt một con thì nó chỉ lên một kinh nghiệm thôi. Tức là mình phải tiêu diệt 256 con nữa thì mới đủ để lên cấp 2. Oh my god. Vậy là cái kiếm này bắt buộc là mình phải rèn luyện rất là nhiều đó nha. Hay là từ rày về sau mình chuyển sang mình dùng cái kiếm này các bạn nhờ. Để mình luyện sức mạnh luôn.
Kiếm rồng thì mình dùng rất là nhiều rồi. Có những cái thanh kiếm giống như vậy thì mình rất ít khi dùng thôi. Được á. Lúc mà mình đi săn thức ăn cho rồng nè, thì sẵn tiện mình sẽ luyện cây kiếm này luôn. Hợp lý lắm luôn á. Gì đây, gì đây cưng? Gì đây? Ôi ôi ôi. Đốt rừng á. Thôi. Trời ơi, rồi mang tiếng anh nữa. Đó, nó đốt luôn. Trời ơi. Gì đây, what the hell? Bình tĩnh lên nào. Các bạn có nghe câu chủ nào tới nát chưa? Mình nó mang tiếng là chuyên gia đi quậy rồi mà em rồng còn quậy mình nữa. Hô tai luôn á. Nói chung thì trong ngày hôm nay, với sự xuất hiện của Nightmare thì đội hình rồng của mình đã có thêm một nhân tố tấu hài cực mạnh rồi. Và trong tương lai không biết em rồng Halo có đỡ tấu hài hơn Nightmare hay không. Hy vọng là em ấy sẽ ngoan hiền hơn chứ Nightmare mình thấy quá lì. Nhìn cái mặt là thấy không ngoan nổi rồi. Rồi, và mong rằng mình sẽ sớm luyện thành công cái kiếm này lên những cấp cao hơn để mình có thể tăng tiến sức mạnh. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.